Đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay nhá, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ năng làm sao để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu cho các bạn xem. Em không tô bốn bản mà em bỏ cái bản cuối cùng. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn một cách để phòng đẹp hôm nay. Mình sẽ có từ lê nho hạt, lê nho nhỏ nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn một cách để phòng đẹp hôm nay. Mình sẽ có từ lê nho tí ho. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm mọi người. Em biết một bước gì mà em phải gì không chị? Lê nho khổng lồ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay nhá, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ năng làm sao để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tô màu cho các bạn xem nha.
Ơ thì càng ngon. Ngợi ngợi đến 5 giờ đến 5 rưỡi về. Ê có được tính 5 giờ 5 rưỡi về cái tí. À được đấy. Cha đừng bắt đầu. Đi một chấm. Bên đây chưa đâu bên đây. Chảy thật. Bắn làm gì? Mẹ bắn đi không? Hay quá. Sao mà không chết cái đi? Giỡn. Đây, thôi không chơi. Chúng mang. Vé này chỉ để 100 có cái gì, cái loại này lắm thắng mình. Lên cái gì? Hả, lên cái gì? Cái loại này cho loại này 100. Mà lên xong mày có được đâu mà. Đây. Mà lên xong mày có được tiền đâu mà. Thì nó lên thôi. Mày phải nạp tiền chứ. Lên xong mày phải nạp cái điểm mà. Cái nạp tiền để đập lại này. Wow. Tiếp mẹ mày đi. Tôi mà xong cho các bạn. Tôi mới là đéo ăn hết đi rồi. Bắn cái mẹ tao cua kém á. Bắn nghe kia nó like luôn. Ăn bao tiền thải rồi. Ăn được hơn 10 kèo. Bây giờ chết tiết đồ cơ bắn nhé. Thế thì đóng. Vậy là mình đã tô xong rồi.